Bàn thờ dâng sinh tế. Jerusalem đóng bàn thờ dâng sinh tế bằng gỗ xi tim hình vuông, bề dài 2,5 m, bề ngang 2,5 m và bề cao 1,5 m. Ông đẽo bốn góc bàn thờ nhô lên như bốn cái sừng, sừng dính liền vào một khối với bàn thờ, rồi lấy đồng bọc bàn thờ. Ông cũng làm tất cả đồ phụ tùng bằng đồng, gồm có thùng đựng tro, xẻng, bình để rẫy, chĩa ba và nồi đựng than lửa. Ông làm một cái giá bằng lưới đồng đặt dưới thành bàn thờ để nó thòng xuống đến phân nửa chiều cao của bàn thờ. Ông làm bốn khoen đồng ở bốn góc giá để xò đòn khiêng. Các đòn khiêng này làm bằng cây xi tim bọc đồng. Đòn khiêng được xỏ vào các khoen đồng ở hai bên bàn thờ để khiêng đi. Bàn thờ được đóng bằng ván và rỗng ở giữa. Bồn nước bằng đồng. Ông dùng các gương soi bằng đồng do các phụ nữ phục vụ tại cửa vào trại hội kiến dâng hiến để làm ra bồn nước và chân bồn. Hành lang đền tạm. Sau đó ông làm hành lang. Phía nam hành lang dài 46 mét, có màn tre làm bằng sợi lanh với 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, cùng với các móc và đai bạc gắn vào trụ. Phía bắc hành lang cũng dài 46 mét với 20 cây trụ, 20 lỗ trụ bằng đồng, cùng với các móc và đai bạc gắn vào trụ. Phía tây hành lang dài 23 mét, có màn tre với 10 cây trụ và 10 lỗ trụ, cùng với các móc và đai bạc gắn vào trụ. Phía đông là hướng mặt trời mọc, cũng dài 23 mét. Một bên cửa vào hành lang có bức màn dài 7 mét rưỡi, cùng với 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên kia cửa vào cũng có một bức màn dài 7 mét rưỡi, cùng với 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Tất cả các bức màn chung quanh hành lang đều làm bằng sợi lanh, các cây trụ và lỗ trụ bằng đồng, các móc và đai trụ bằng bạc và đầu trụ đều bọc bạc. Các cây trụ trong hành lang đều có đai bạc. Bức màn che cửa vào hành lang bằng sợi lanh do một thợ thêu bằng chỉ xanh, tím và đỏ. Màn này dài 10 mét, bề cao 2 mét như các bức màn bao quanh hành lang, cùng với 4 cây trụ và 4 lỗ trụ bằng đồng. Các cây trụ này có móc và đai bằng bạc với đầu trụ bọc bạc. Tất cả các cọc cắm trại dùng cho đền tạm và hành lang xung quanh đều bằng đồng. Tổng kết vật liệu được sử dụng. Sau đây là tổng số vật liệu để thực hiện đền tạm là nơi cất giữ hai bảng đá ghi chép 10 điều răn. Những người Lê-vi ghi chép lại tổng số này theo lệnh của Môi-se và dưới sự hướng dẫn của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Bezaleel con Uri, cháu Hur thuộc chi tộc Juda, hoàn tất mọi việc theo mạng lệnh Chúa truyền. Cộng tác với ông có Oholiab, con trai Ahisamac thuộc chi tộc Dan, là người có tài thủ công nghệ, vẽ kiểu và thêu thùa với chỉ xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Tổng số vàng được dùng để thực hiện các công việc trong đền tạm do dân Israel dâng hiến theo cách dâng đưa qua đưa lại là 1.000 cân vàng. Theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh, tổng số bạc do những người được kiểm tra dân số đem đến dâng là 3.400 kg. Theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh, có tất cả 603.550 nam công dân từ 20 tuổi trở lên được kiểm tra. Mỗi người dâng 5,5 gram, tức là nửa siếc nơ. Theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh, có 3.400 kg bạc được dùng để làm 100 lỗ mộng cho các bức màn trong đền tạm. Có tất cả 100 lỗ mộng và 100 ta lưng. Mỗi ta lưng dùng làm một lỗ mộng. Số 300 kg còn lại được dùng để bọc đầu trụ và để làm móc và đai. Tổng số đồng được dâng hiến theo cách dâng nâng lên là 2.400 kg đồng. Số đồng này được dùng để làm lỗ trụ cho cửa vào trại hội kiến, bàn thờ bằng đồng với giá đồng và các đồ phụ tùng của bàn thờ này. Các đế có lỗ trụ cửa vào hành lang và tất cả các cọc cắm trại dùng cho đền tạm và hành lang.